Các bạn biết tại sao mà cái vườn rau nó lại hay có con bướm không? Bướm bay này, bướm trắng đá, con bướm đó, nó đang bay ở dưới đấy. Đó. Con bướm nó bay này, thấy không? Đấy. Bởi vì là nó nhiều sâu, sâu nó ở cái rau nó ra. Đó. Bạn thấy đấy. Su hào cây nhỏ xíu này, cổ to rồi. Rau nhà chị năm nay đấy quá. Bắt đầu có nó sâu ra vậy. Tí hoa đâu có mấy củ su hào rồi, có ăn không? Chắc có đấy. Để em bảo cho nó đi đâu rồi. Chắc để Bà Lĩnh nào. Ra hoa rồi này, nhanh lắm, này ra hoa rồi, cực nhanh luôn. Vâng. Đấy, bướm kìa. Bướm là sâu nó ra các bạn. Nhặt tẹt thôi. Sai chưa các bạn nhìn. Cực kỳ lắm quả. Quả nhiều lắm đấy. Đấy, ở trong quả nhiều lắm các bạn. Wow đấy, sắp được ăn rồi. Cái này biết sao nó nứt đôi không? Tưới đạm vào, tưới phân vào nứt đôi ngay đấy. Còn rau xà lách thì bạn thấy này, này. Xà lách mình trồng thì nó nhanh được ăn lắm, khoảng 21 ngày thì nó sức mà ăn đấy. Cái canh lòng lợn thì phải có rau này nhé. Này ăn lẩu trông như là tốt kinh thật, lá mỡ màng này trông như là lốt. Đây là lá mùng tơi, nhưng mà mùng tơi là mùng tơi lai đấy, mùng tơi này phải mùng tơi ta, mùng tơi này là không biết leo, nó xén thôi đấy. Bướm này thì đẹp đẹp thật, nhưng mà nó là con sâu nó nở các bạn ạ. Nó là con sâu nó nở ra đấy nha, sâu nở vườn rau, nở sau rau mình trồng là sâu nó đầy luôn, nó thủng lỗ chỗ đây này, đấy đây này, thủng lỗ chỗ lỗ to này đấy. Đây là ông cụ nhà mình là bắt sâu mới lại lấy tỏi mấy ớt xay ra cho rượu nữa, các thứ phun đấy, chứ không phải phun bằng thuốc sâu đâu, tốt như thế này.